kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón xem bản tin thời tiết nông vụ ngày 8 tháng 8 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và bà con, gió mùa Tây Nam suy yếu nên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm mưa. Trong chiều nay thì mưa rào rải rác vẫn còn xảy ra nhưng chỉ với lượng dưới 10mm. Sang ngày mai thì trời nắng nhiều hơn và nền nhiệt sẽ tăng cao trở lại. Cao nhất trong ngày sẽ phổ biến từ 28 đến 31 độ tại khu vực Tây Nguyên và khoảng 31 cho đến 33 độ tại Nam Bộ. Trời tạnh ráo và có nắng sẽ giúp cho bà con thu hoạch lúa hè thu cũng như việc không phơi diễn ra một cách khá thuận lợi. Tuy nhiên, do mưa nhiều cùng với độ ẩm cao duy trì trong suốt những ngày qua, khiến cho nhiều bệnh dịch trên cây cao su chưa thể thuyên giảm và phục hồi trở lại. Trong số đó có bệnh đốm xương cá. Bệnh xuất hiện trên lá, cuống lá và chồi với những triệu chứng khác nhau. Ở trên lá thì triệu chứng đặc trưng với vết bệnh màu đen có hình dạng là xương cá chạy dọc theo gân lá. Vết bệnh lan rộng gây chết từng phần lá, sau đó thì toàn bộ lá sẽ đổi màu vàng cam và rụng từng lá chết. Trên chồi và cuống lá thì vết nứt dọc theo chồi và cuống lá ở dạng hình thoi, có mủ rỉ ra và sau đó sẽ hóa đen. Vết bệnh có thể phát triển dài đến 20cm gây chết chồi, chết cả cây. Trên gỗ có sọc đen và chạy dọc theo vết bệnh. Để hạn chế bệnh đốm xương cá trên cây cao su thì bà con nên bón phân cân đối và đầy đủ. Ngoài lượng phân bón theo quy trình, cần phải tăng lượng kali hơn 25% để giúp cho cây cao su kháng bệnh. Đối với những diện tích đã bị bệnh thì bà con nên tiến hành phun ngay các loại thuốc diệt trừ theo sự chỉ dẫn của cán bộ nông nghiệp ở địa phương. Lưu ý là phun thuốc vào mặt dưới lá với chu kỳ từ 10 cho đến 14 ngày một lần, với số lần phun từ 2 cho đến 3 lần đến khi triệu chứng bệnh ngừng phát triển. Tiếp tục với những thông tin thời tiết tại khu vực Bắc và Trung Bộ. Hiện tại thì các khu vực này đang có chung xu thế là giảm mưa và tăng nhiệt bởi yếu tố chính là dạnh áp thấp gây mưa đang suy yếu. Nên trong đêm nay thì mưa ở các tỉnh Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế chỉ diễn ra vài nơi với lượng không nhiều. Ngày mai thì mưa giảm hẳn, trời chuyển nắng nhiều hơn. Vùng nắng nóng sẽ mở rộng lên cả Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ và hầu khắp miền Trung với ngưỡng nhiệt cao nhất trong ngày sẽ là từ 35 cho đến 37 độ. Thưa quý vị và bà con, thời tiết thay đổi xuất hiện nắng nóng trở lại tại Bắc và Trung Bộ dễ tạo điều kiện để virus, vi trùng sinh trưởng phát triển, gây ra nhiều loại dịch bệnh trên đàn gà. Vì thế, ngay từ bây giờ thì bà con nên chủ động phòng bệnh bằng một số biện pháp như sau. Thứ nhất là nuôi riêng rẽ các loại gia cầm với nhau, thực hiện tốt quy trình theo nguyên tắc cùng vào cùng ra để loại mầm bệnh, thực hiện tốt quy trình tiêm chủng các loại vaccine cho đàn gà theo lịch, sử dụng một số loại thuốc kháng sinh trộn vào thức ăn, thức uống để kiểm soát dịch bệnh trên đàn gà, kịp thời cách ly gà bệnh và gà chưa mắc bệnh, loại thải và tiêu hủy kịp thời khi cần thiết, chống nóng cho đàn gà bằng việc bố trí chuồng trại thoáng mát, chất độ chuồng luôn sạch sẽ và chỉ trải một lớp mỏng, bổ sung canxi và các loại rau xanh và khẩu phần ăn của gà, thường xuyên vệ sinh sát trùng chuồng trại, màng ăn và màng uống cho gà. Và tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với phần dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước. Tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi ngày nắng, chiều tối đêm sẽ có mưa rào và dông rải rác, chủ yếu ở phần phía Bắc của khu vực. Nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho đến 26 độ và cao nhất là khoảng 30 cho đến 33 độ, với độ ẩm trung bình từ 87 đến 92%. Tại khu vực phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm sẽ có mưa rào rải rác và dông, tập trung chủ yếu ở các tỉnh vùng núi. Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 cho đến 27 độ và cao nhất dao động từ 32 cho đến 35 độ, với độ ẩm trung bình là từ 85 cho đến 90%. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm sẽ có mưa ở vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 cho đến 28 độ và cao nhất là từ 33 cho đến 36 độ. Tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa rào và dông ở vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 cho đến 28 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 33 cho đến 36 độ. Độ ẩm trung bình ngày là từ 80 cho đến 85%. Tại vùng cao Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất là từ 20 cho đến 23 độ và nhiệt độ cao nhất là từ 28 cho đến 31 độ. Tại các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối sẽ có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, gió Tây Nam cấp 2, nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 26 độ và nhiệt độ cao nhất dao động từ 31 cho đến 33 độ, với độ ẩm trung bình là từ 85 cho đến 88%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo.